Chào tất cả các tình yêu. Hiện mình đang là nhà phân phối của công ty sữa Alpha Lipid. Công ty này là thuộc là công ty trách nhiệm một thành viên New Image Việt Nam nha. Đây là thẻ thành viên của bên Uyên. Khi mà Uyên có cái thẻ này thì Uyên có thể lên trực tiếp công ty để mà có thể mua sữa ha, sữa chính hãng từ công ty New Image nha. Còn đây là cái túi đựng của nhà phân phối ha, nhà phân phối mới từ bên Uyên ha. Khách hàng bên Uyên muốn được làm thẻ như Uyên như thế này để mà được hưởng những chiếc khấu 10 loại hoa hồng từ công ty và được mua sữa chính hãng, thì Uyên đã hỗ trợ giúp cho khách hàng nhà Uyên đó làm cái thẻ giống như Uyên đây. Uyên sẽ chia sẻ thì cách thức sau khi mà làm thẻ xong thì mình sẽ được nhận những cái gì từ công ty nha. Uyên sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem để hiểu rõ hơn, để khi mà mình làm thẻ thành viên chính thức của công ty thì mình được, thứ nhất, được mua sữa chính hãng, giá chính hãng nha, đó, và đúng hàng, hàng chính hãng, không có sợ mua hàng nhái, hàng giả về cái chất lượng sữa. Cái thứ hai đó là ngoài mình được mua được cái giá ưu đãi của nhà phân phối thì tất cả mọi người khi vào hệ thống của công ty sữa New Image ha thì mình sẽ được hưởng 10 loại hoa hồng khác nhau trong cái tập đoàn công ty này. Khi mà các bạn chia sẻ cho rất là nhiều người biết đến sản phẩm này và dùng nhiều sữa này để tăng cường sức khỏe ha, hỗ trợ để tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chữa bệnh, thì mọi người sẽ được hưởng nhiều cái chiết khấu hoa hồng từ công ty nha. Đây, mình sẽ chia sẻ cho mọi người thấy đây. Khi mà các bạn nộp đầy đủ hồ sơ cho bên Uyên thì Uyên sẽ gửi trực tiếp công ty để làm thẻ, và khi làm thẻ rồi thì công ty sẽ gửi về cho mình một cái túi đựng nè, đó, New Image nha, và bên trong là gồm những gì, Uyên sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Thứ nhất đó là 2 ly sữa lắc nha, được công ty tặng cho mình 2 ly sữa lắc nha mọi người. Đó, cái thứ hai nè, đó là toàn bộ hồ sơ trong đây nha mọi người nha, toàn bộ hồ sơ mà khi mình làm thẻ thì công ty sẽ cấp cho mình nha. Uyên cũng sẽ nói thêm là khi mà làm thẻ thì rất là nhanh nha mọi người, rất là nhanh, trong thời gian là cỡ khoảng từ 3 đến 5 ngày là đã có thẻ cho mọi người rồi nha. Đây đó, đây là thành viên làm thẻ mới toanh mới nhất của bên Uyên nha, đó là chị Lê Thị Huệ nè. Đó, và đây là toàn bộ hồ sơ và cái túi đựng của chị nè. Đó, những chị em nào mà muốn được làm thẻ và hưởng những cái ưu đãi từ công ty ha, chiết khấu hoa hồng từ công ty, khi mà mình vừa dùng sữa nè, vừa chia sẻ sữa cho nhiều người biết đến thì được hưởng những cái ưu đãi hoa hồng, 10 loại hoa hồng từ công ty, thì trước mắt mọi người phải nhớ làm thẻ giúp Uyên nha. Và cách thức làm thẻ ra sao thì mọi người có thể inbox trực tiếp với Uyên qua số điện thoại 0938033035 hoặc 0767750430, kết Zalo với Uyên nha. Nếu mà alo Uyên không có được thì mọi người cứ kết Zalo để lại lời nhắn, bên Uyên sẽ có người trực tiếp tư vấn cho mọi người nha. Đó, tránh để lại số điện thoại bên dưới comment của kênh YouTube để mà tránh chúng nó vô bán hàng nhái, hàng giả sữa ha. Đó, không chất lượng cho mọi người nha. Và đây, mọi người xem kỹ nè, tất cả khi mà mình làm thẻ đều có biên bản hợp đồng đàng hoàng rõ ràng từ công ty chia sẻ đến mình nha. Và trong hợp đồng này nó gồm có nè, hợp đồng tham gia bán nè, rồi thẻ thành viên nè, ly lắc sản phẩm nè, rồi nguyên một cái bộ ha, kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động của công ty ha, đầy đủ cho mọi người nha. Đây, hợp đồng tham gia bán hàng nè mọi người, đầy đủ luôn nha. Đó, Lê Thị Huệ nè, thì chị này là dưới cấp quyền của Uyên nha, Lê Thị Tân Uyên nha. Đó, và khi mọi người cung cấp đầy đủ ha cho Uyên thì Uyên sẽ làm thẻ cho mọi người để mọi người có thể lên trực tiếp công ty để mà mua sữa nha, bất kỳ ở chi nhánh hay là ở công ty nào mà của sữa thì là đều có thể đem thẻ đến trực tiếp để mà mua được đúng hàng chính hãng về sữa Alpha Lipid nha mọi người. Đó, hợp đồng đầy đủ rõ ràng luôn, Uyên chỉ quay sơ cho mọi người xem thôi nha, quay sơ thôi ha. Đó, có mộc của công ty luôn nha mọi người nha. Đây rõ ràng luôn ha, mới nhất luôn nha, ngày mới nhất cho mọi người luôn ha. Đó. Rồi, bên trong nè, gồm có giấy chứng nhận nè, đăng ký nè, hoạt động của công ty nè mọi người. Đó, chào mừng đến với New Image Việt Nam nè mọi người nha. Đó, và đây nè, cẩm nang về sản phẩm thực phẩm nè, sữa nè. Ha, đầy đủ luôn. Và quy tắc hoạt động của công ty ra sao nè. Rồi, kế hoạch trả thưởng của công ty ra sao nè. Đó là
Đó, đó là toàn bộ ha, cái hồ sơ sau khi mà khách hàng làm thẻ thì sẽ được công ty cấp như thế này nha mọi người nha. Khi mà các bạn làm thẻ này thì sẽ được công ty cấp đầy đủ ha, bộ hồ sơ ha. Đó, hướng dẫn cho mọi người cách để mà học hỏi hiểu kỹ về cái sản phẩm để mà mình có thể đi chia sẻ cho mọi người cùng dùng và cho mọi người cùng có thể là tham gia vào tập đoàn ha New In May, cùng bán sữa để mà cùng hưởng những cái kế hoạch nè, trả thưởng nè, huê hồng từ công ty ha, rất rất là nhiều luôn. Khi mà các bạn chính thức là nhà phân phối ha, làm thẻ để chính thức làm nhà phân phối thì các bạn mới được hưởng những cái chiết khấu hoa hồng đó trực tiếp từ công ty nha. Còn nếu những khách hàng nào chỉ muốn sử dụng là uống để tăng cường sức khỏe không thì bên mình vẫn có luôn. Còn nếu những chị em nào ha nhắm vừa uống tăng cường sức khỏe vừa muốn chia sẻ và kiếm thêm thu nhập từ cái sản phẩm sữa Alpha Lipid này thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Uyên qua số hotline 0938033035 hoặc số 0767750430, kết là Zalo với Uyên để được tư vấn kỹ về cái cách thức ha, làm thẻ ra sao, rồi những cái lương thưởng huê hồng từ công ty ra sao sẽ được chia sẻ một cách cực kỳ chi tiết khi các bạn kết Zalo với Uyên qua số 0938033035, tránh để lại số điện thoại bên dưới YouTube này để mà bị những cái tụi bán hàng nhái, hàng giả ha sẽ liên kết với các bạn và đưa ra những cái sản phẩm không tốt ảnh hưởng sức khỏe cho mọi người nha. Mọi người nhớ giúp Uyên, hãy để lại, hãy liên hệ với Uyên qua số điện thoại mà Uyên hay để lại bên dưới những cái video clip, video YouTube bên Uyên, số 0938033035. Số này các bạn có thể là kết Zalo với Uyên để được tư vấn, có thể alo trực tiếp với Uyên miễn phí, không tốn tiền ha, để được tư vấn một cách miễn phí về cái cách thức gia nhập vào mua bán sữa ở tập đoàn New In May ra sao ha, và cái cách thức làm thẻ làm sao để mà mình có được đúng chính thức là người của công ty ha, để được hưởng những cái chiết khấu hoa hồng từ công ty cực kỳ cao nha mọi người nha, cực kỳ cao. Vì sao mọi người, sản phẩm này nó vừa tốt cho sức khỏe thì tại sao chúng ta không có thể nào mà không chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến, đúng không mọi người nha? Đây, khi mà các bạn làm thẻ của nhà phân phối rồi thì sẽ được công ty rõ ràng ha, chia sẻ những cái hợp đồng nè đầy đủ rõ ràng cho mình nha, rồi những cái quy tắc hoạt động của công ty ra sao, rồi kế hoạch trả lương trả thưởng của công ty ra sao, và cảm thán về những cái sản phẩm thực phẩm bổ sung Alpha Lipid, công dụng của nó ra sao đầy đủ cho mọi người luôn, nên mọi người an tâm khi mà sử dụng lâu dài với những cái sản phẩm bên Shop Uyên Fashion chia sẻ sản phẩm thực phẩm chức năng nha mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và đồng hành với Uyên trong thời gian qua, nhất là về cái sản phẩm sữa Alpha Lipid này ha. Xin chào và tạm biệt mọi người nhé.